Xin chào quý vị trở chương trình Trực Chuyện TV. Thì hôm nay chúng ta trở lại một vấn đề rất là cũ rồi, nhưng mà nó hoàn toàn ảnh hưởng tới cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, cụ thể là ở tại Hoa Kỳ, gọi là cộng đồng chống cộng hay là cộng đồng tị nạn cộng sản. Thì hồi trước tới giờ đó, cái cộng đồng này nó được hình thành và nó được xuất phát từ những người đi từ miền Nam Việt Nam, và sau đó thì có một cái thái độ thù hằn rất là dữ dội đối với cái chính quyền mới, đó là chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên thì sau này đó thì cái phong trào gọi là đấu tranh chống cộng nó vì rất là nhiều các lý do và nó đã bị giảm thiểu, nói chung là cái sự quyết liệt cũng như là cái sự chống đối, cái sự mà đấu tranh đó, nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Và những cái điều đó đó chúng ta đã có nhiều cái chương trình để mà nói, nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn nói về một cái khía cạnh khác, một cái khía cạnh nhỏ trong cái phong trào này, đó là cái tình hình hiện nay. Trong mấy ngày vừa qua thì có nhiều bạn đặt cái vấn đề rằng là cộng đồng chống cộng ở tại hải ngoại, thì những cụ mà gọi là lớn tuổi trước đây đó, những cụ mà tướng tá hay là những người đã từng nằm trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, từng giữ những cái chức vụ hoặc là từng tham chiến, và những người gọi là trong lịch sử để lại đó, người ta bước ra thì trước đây khi mà sang Hoa Kỳ cũng còn ở trong cái tuổi trẻ, cái tuổi mà còn hoạt động được, thì tham gia rất là nhiều các cái hội đoàn rồi thực hiện rất là nhiều các cái phong trào để mà nhằm chống lại anh cộng sản. Nhưng mà đến hiện nay thì tại nhiều bạn đặt vấn đề là mấy cụ đó thì gần lớn tuổi hết rồi, có nhiều người đó thì phải bệnh hoạn hoặc là có người thì đã mất rồi và có nhiều người không còn sức nữa, còn sống nhưng mà không còn sức nữa. Do đó thì nó lý giải cho cái lý do vì sao các cái cuộc biểu tình, các cái cuộc chống đối, những cái cuộc tụ họp, những cái họp hội nhóm rồi đó, trong tất cả các cái chương trình trước đây được vẽ vời rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nó bị lụng bại lại. Và người ta đi theo cái hướng như thế nào? Có người đặt cái câu hỏi rằng là như vậy thì cái phong trào chống cộng có phải là không còn đất sống nữa hay không? Và sau khi các cụ này họ mất rồi thì nó sẽ đi về đâu? Thì thật ra đó, trong cái cuộc mà chống cộng ở tại hải ngoại đến đến bây giờ thì có một cái thành phần mới, đó là thành phần mang tên là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ở nhiều nơi ở trên cái nước Mỹ có những nơi mà nhiều người Việt tị nạn đó, hay là cái nhiều Việt mà gọi là cờ vàng họ sinh sống, thì có nơi thì cũng thành lập nên những cái bang gọi là bang hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trong thực tế, trong rất là nhiều năm vừa qua, khoảng chừng một chục năm vừa qua đó, khi mà nhắc nhiều vấn đề hậu duệ, khoảng chừng 15 năm trước đây, có những cái cụ gọi là râu dài tóc bạc, những cái người mà đã từng hoạt động rất là dữ dội trong cái việc mà chống cộng, thì cũng đã bắt đầu là nảy sinh ra những cái ý định và muốn khuyến khích những cái đứa trẻ, những cái đứa cũng là con em của cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa đó, khi mà đang định cư ở Hoa Kỳ, để mà tiếp tục gọi là cái giữ lửa, hay nói đúng hơn là tiếp tục tiếp nối cái cha ông để mà chống lại cộng sản. Thì nhưng rồi người ta bắt đầu gây dựng, bắt đầu muốn làm ra những cái hội đoàn như vậy, và các cụ là những người để mà hướng dẫn. Thì đến bây giờ đó, có thể nói rằng cũng sau một thập kỷ gọi là hoạt động về các cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, thì tính đến thời điểm như hiện nay, xét trong cái mặt bằng chung đó, thì hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hay là những cái tổ chức tương đương như vậy thì có thể nói rằng nó là một cái sự hữu danh vô thực, có thể nói như vậy. Bởi vì người ta thấy rằng những cái tổ chức như thế này đó đã hoàn toàn bị lấn ép bởi một cái thuật ngữ khác hay là những cái tổ chức khác, đó là cái tổ chức gì? Đấu tranh dân chủ nhân quyền, hay còn gọi là cái đám tù nhân lương tâm, tù nhân lưu vong, hay là những cái đám mà ủng hộ cho dân chủ, ủng hộ cho đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ, rồi một số các đảng phái mang danh là chống cộng, nhưng mà nhiều người đánh giá rằng đó là một sự chống cộng cùi. Nó có một cái sự nhiều người lại chụp mũ cho những cái tổ chức gọi là đấu tranh dân chủ đó là có thân với cộng sản hay là làm lợi cho cộng sản. Thì chúng ta không có đi sâu vào cái vấn đề là tính chất của mỗi cái hội đoàn hay là tính chất của những cái đảng phái, mà chỉ nói trong cái mặt bằng chung thôi. Thì hiện giờ đó thì cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, những cái tổ chức như vậy, lẽ ra những người mà gọi là hậu duệ của cái cờ đỏ, những người đã đến, thậm chí là nhiều người trong cái lứa tuổi trẻ đó thì đã sinh ra và lớn lên ở tại Hoa Kỳ,
Thí dụ như trong những cái phong trào mà người ta đi di tản, người ta đi vượt biên, rồi sau này đi HO cũng vậy. Có những cái bạn trẻ khoảng chừng ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi thì hoàn toàn là có thể được sinh ở tại Hoa Kỳ. Do đó đó, nếu mà nói về chống cộng sản hay là chống chính quyền Việt Nam thì họ cũng chả có một sự thù hằn gì hết, chỉ là do nghe tuyên truyền lại thôi. Và họ ở Mỹ lâu dài như vậy, nhưng mà hiện giờ đó mà nắm giữ cái phong trào hay là hoạt náo nhiều nhất, hoặc là có thể làm cho cái sự mà mang cái tiếng hiệu quả đó, hiệu quả là trong cái nhái nhái nha, tức nghĩa là ở góc độ mà người ta gây quỹ được hay là người ta kiếm tiền được thì gọi là hiệu quả, hay là người ta có thể làm tạo ra một cái thân thế danh tiếng gì đó thì cũng có thể gọi là hiệu quả. Thì góc độ nhìn mà tạo ra một cái bề nổi thì người ta thấy rằng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hay là cái lực lượng mà các cụ cờ vàng hoàn toàn bị yếu thế. Các cái hội đoàn đó bây giờ chỉ còn có cái danh nghĩa thôi, chứ không còn, nói chung là không có còn mạnh, và hoàn toàn thua những cái nhóm gọi là dân chủ hay là dân chủ cùi, hay là gọi là tù nhân lương tâm, hay là những cái nhóm mà hoạt náo trong cái lĩnh vực như vậy. Thí dụ như là khoảng chừng hơn khoảng hai thập kỷ vừa rồi đó, thì ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, có một cái phong trào, hay nói đúng hơn có một những cái chiến dịch làm người ta muốn giải cứu những cái tù nhân gọi là lương tâm, những người đã từng bị chính quyền của Việt Nam đem ra truy tố xét xử về những cái tội danh nằm trong cái chương gọi là xâm phạm an ninh quốc gia, hay là có thể người ta dùng cái từ gọi là tù chính trị. Và những cái người mà đấu tranh dân chủ đó họ áp đặt cho một cái thuật ngữ gọi là thuật ngữ tù nhân lương tâm, và lần lượt các người ta có thể giải cứu, hay là đúng hơn là có những sự thương lượng, và cũng chính nhờ chính quyền của Việt Nam họ sử dụng một cái biện pháp, hay nói đúng hơn là một cái chính sách là nhân đạo để cho những cái người này họ được ra đi. Và những cái nước mà họ ra đi chúng ta đã biết là đến nhiều nhất là tại Hoa Kỳ, trong đó có những nước khác nữa, thí dụ như Đức hay là Canada, Úc gì đó, đủ thứ chuyện hết. Tuy nhiên thì ở Mỹ là nhiều. Và người ta thấy đằng sau bóng dáng của những cái kẻ mà gọi là tù nhân lương tâm hay là tù nhân lưu vong này thì có cái hình bóng của một số những cái đảng phái, hay là những cái kẻ đầu cơ chính trị, những kẻ hoạt náo trong cái vấn đề mà dân chủ cùi. Và tất cả những cái điều đó đó, nó có một cái hệ thống, nó có cả một cái ekip, và nó đang chiếm lĩnh và nó nắm giữ cái sân khấu hiện nay. Nó điều khiển từ ánh sáng, từ âm thanh, từ tất cả những cái y chang hay là bất cứ một cái gì ở trên cái sân khấu mà gọi là dân chủ cùi này, nó hoàn toàn làm chủ hết, chứ không phải là cái lực lượng cờ vàng nữa, không phải là lực lượng dân chủ gọi là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Thì vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rồi, có khá nhiều các cái hoạt động. Thí dụ như là trường hợp của Nguyễn Văn Đài đi sang Hoa Kỳ, rồi cũng là giống tù nhân lương tâm, và nhiều những cái tù nhân lương tâm khác cũng vậy. Khi mà sang Mỹ thì có những cái tuyên bố rất là dữ dội, và bị đánh giá rằng là xem thường những người cộng đồng ở Việt Nam ở hải ngoại. Và có một cái điểm chung đó là những người mà nằm trong cái giới mà gọi là dân chủ cùi là được đào tạo từ cái chế độ cộng sản, lớn lên dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa, thậm chí là có người đã từng giữ các cái vị trí hay là những cái nghề bệnh nghiệp ở trong Việt Nam. Ngay cả như Nguyễn Văn Đài cũng đã từng tốt nghiệp và làm hành nghề luật sư trong Việt Nam, nhưng mà đã bị tước bằng và sang coi như đó là đã từng ra ứng cử nữa, quốc hội nữa. Nói chung là vì rất là nhiều các cái lý do người ta thấy rằng dính sâu vào cái chính quyền Việt Nam. Và khi mà đi sang Hoa Kỳ đó thì cái giới mà gọi là dân chủ cùi, cái giới mà gọi là tù nhân lương tâm này lúc nào cũng muốn lên tiếng dạy dỗ cho các cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, dạy dỗ cho cờ vàng, dạy dỗ cho những cái nhóm gọi là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Và thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rằng nhiều người cũng xưng danh rằng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, cũng xưng danh là cờ vàng, cũng gọi là đấu tranh chống cộng, rồi cũng lập ra những cái kênh YouTube. Nhưng mà những kênh YouTube đó lại quay sang ủng hộ và kết nối và tâng bốc những cái kẻ gọi là ở trong cái nhóm gọi là tù nhân lương tâm. Thì đây là một lần nữa cho thấy rằng đó, cái đám dân chủ cùi nó đang nắm thống lĩnh hết toàn bộ các cái vấn đề, kể cả truyền thông, kể cả những cái YouTuber, kể cả những cái hoạt đầu hoạt náo chính trị gì, nó có thể lôi kéo hết, nó có thể điều khiển hết, tất cả trở thành một con rối. Và trong những năm gần đây đó,
thì người ta thấy là như là những cái nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì không có làm được cái gì, không có gây được quỹ, cũng không có những cái buổi mà gọi là tiếp xúc, rồi dẫn những cái người này người kia lên để mà trình bày trên cái phái đoàn của ví dụ như quốc hội chẳng hạn, hay là đi gặp tổ chức nhân chủ nhân quyền này hoặc là nhân chủ nhân quyền kia, hoặc là có những cái buổi sinh hoạt chính trị gì đó cho nó dữ dằn. Trong khi đó thì cái đám dân chủ cùi có, cái đám dân chủ cùi nó cũng thể dẫn được những cái người, thì tù nhân lương tâm dầu sao đi nữa cũng là cái kẻ đã từng bị ở tù trong Việt Nam. Thì nếu mà nói về ở tù là thành tích thì những cái đám mà hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hay là những người mà chống cộng ở tại Hải Hòa thì không có được. Do đó thì họ cứ nói rằng tôi đã từng ở tù trong cộng sản và tôi đã biết, tôi rất là rành về cái chế độ cộng sản, cho nên qua đây tôi phải là lãnh đạo, qua đây tôi phải lèo lái, tôi phải dẫn dắt cái con thuyền này. Và họ được những cái truyền thông cùi, nhiều cái đảng phái cùi, và với cái chiêu trò chống cộng cùi, và họ đã khuếch động cái phong trào, và họ đã quyên tiền, và họ đã xin tiền, thậm chí là họ xin tiền được nhiều cái tổ chức, thậm chí là nhiều cái cơ quan mà của nước ngoài nữa. Đó mới là cái vấn đề. Những cái tiết lộ gần đây của Nguyễn Văn Đài cho thấy rằng á, anh ta nói rằng hàng năm anh ta quyên tiền được từ 700 ngàn trở lên, và để là giúp cho những cái phong trào chống cộng, và để giúp cho các cái mướn các cái luật sư ở trong Việt Nam để mà bảo vệ cho những cái người nằm trong cái nhóm gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền. Và điều này á, nó là một cái tình tiết rất là nguy hiểm, một rất là đáng báo động, bởi vì nó làm cho những người mà đang đấu tranh ở trong Việt Nam có thể nói rằng họ nằm trong cái vòng mà bị đáng để mà cần phải bị điều tra. Bởi vì chúng ta đã thấy rồi, thời gian gần đây có khá nhiều các vụ án đưa ra, và chỉ có một nhóm những cái vị luật sư thôi mà người ta gọi là luật sư toàn thua, luật sư chuyên để cãi về những cái vấn đề như thế này. Thì nhiều người đặt cái vấn đề rằng các vị luật sư đó họ bào chữa là tiền của ai, mà ở đâu, những cái thân nhân, những cái gia đình đó, tại sao họ, một bị cáo ra cái phiên tòa có thể mướn tới 5 luật sư, 7 luật sư để mà bào chữa cho một bị cáo. Mà một bị cáo đó, một người mà mướn luật sư Mỹ giá bình thường ở trong Việt Nam cũng phải 30-40 triệu, thí dụ như vậy, thì hàng trăm triệu lấy tiền đâu để mà trả. Và những cái vị luật sư gọi là toàn thua đó đó, họ ra họ đối đầu với chính quyền, và họ dùng những cái thuật ngữ họ phải nói để mà hài lòng cái đám dân chủ cùi hải ngoại. Do đó thì họ chịu áp lực rất là nhiều, nếu mà không trả thưởng xứng đáng thì họ sẽ không có tham gia. Có thể nói rằng không ai ngại dại gì mà tham gia đánh đổi lấy cái bằng luật sư của mình để mà treo lên đó để mà đối đầu với chính quyền cả. Chỉ có một cái điều là người ta nói là chịu đấm thì phải được ăn xôi, chứ còn mà chịu đấm mà không được ăn xôi, nó ăn xôi hẳm thì người ta không ăn đâu. Cho nên á, những cái tiết lộ, những cái việc mà thông tin của một số những cái người mà ở bên ngoài mà nói là có chuyển tiền về để mướn luật sư để làm đủ thứ chuyện, thì rõ ràng thì nó càng chứng minh cho một cái luận điểm rằng là những cái luật sư gọi là toàn thua đó là hoàn toàn sống nhờ cái gì, cái lực lượng chống cộng ở tại hải ngoại, lực lượng muốn gây dựng và thay thế, hay nói đúng hơn là muốn lật đổ cái chính quyền, hoặc làm nói rằng là thay giải thể cộng sản gì đó. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy bây giờ nó càng lúc càng phơi bày ra. Và ở một cái góc độ mà những người mà gọi là dân chủ cùi đó, vì sao bây giờ nó lộng hành, vì sao mà gọi là cái đám tù nhân mà lưu vong nó lại rất là quên hoang, là bởi vì nó có cái thế lực đứng đằng sau. Và những cái thế lực đó là ai? Là cái đám dân chủ cùi, và là cái đám mà gọi là chống cộng cùi, và nó liên quan đến tất cả những cái vấn đề là cái gì? Có đồng tiền. Cái đồng tiền ở đây đó mới là cái tiếng nói, ở Mỹ nó gọi là money talk, tức nghĩa là đồng tiền nó mới có tiếng nói, ai nắm được tiền mới làm chuyện đó. Còn trong khi mà những cái giám hậu duệ hay là những cái nhóm mà gọi là chống cộng, mấy các cụ hội đoàn quân nhân đủ thứ chuyện hết, mỗi lần là đại hội, mỗi lần mà hội nghị, mỗi lần mà tụ họp lại đó, nhiều khi còn phải gom tiền, còn phải đóng tiền, không có ai mà tài trợ hết. Trong khi đó thì cái đám kia đó thì nó có thể là xin được cơ quan này cơ quan kia cơ quan nọ, nó nói là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, nó lập cái hàng loạt những cái hội đoàn có khi là chỉ có mang danh thôi, bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em, bảo vệ khí thở, bảo vệ
đất chôn bảo vệ đất coi như là nhà thiêu nhà xác vậy đó, bất cứ một cái vấn đề nhà họ cũng có thể thành lập được, thành lập để mà nhân danh cái bảo vệ cá chết, bảo vệ heo chết hay là bảo vệ đủ thứ chuyện hết, cây chết gì đó, cái gì cũng có thể làm được, và nó nhân danh từng lúc để mà nó tranh thủ cái quỹ này tranh thủ quỹ kia, và phải nói nó rất là khôn khéo, và nó đã nhanh chóng nắm giữ hết toàn bộ các cái thế trận chống cộng này. Bây giờ thì có thể kết luận một câu rất là ngắn thôi, là gọi là cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn thua và hoàn toàn mất cái trận địa. Cái trận địa mà chống cộng này thì do những cái lực lượng mới gọi là lực lượng dân chủ cuội đang nắm ưu thế và nó đang vận hành. Và có lẽ rằng đó thêm một thời gian nữa thì nó hoàn toàn thống lĩnh hết. Bởi vì người ta đã lôi kéo được, nó rút củi đáy nồi, nó lôi kéo được luôn cả những cái một vài những cái nhân tố hoặc là cái giới truyền thông, cái giới mà YouTuber gọi là YouTuber 100.000 view hay là triệu view gì đó, triệu sub gì đó thì nó còn vẫn có thể lôi kéo được. Ít nhất là về mặt thân hữu rồi sau đó thì là thành viên, sau đó là nó có lợi để mà cùng cổ xúy cho những cái chương trình mà tụi nó hót ra. Ví dụ như nó đưa ra một cái chương trình thì nó tạo ra một cái đà và những cái đám kia sẽ múa minh họa theo, sẽ làm những cái diễn viên quần chúng để mà trang trí trang điểm cho một cái chiến lược của tụi nó. Chính vì vậy chúng ta mới thấy được rằng nhiều cụ mà gọi là trong cái lực lượng cờ vàng đó cũng có từng nói với chúng tôi rằng là bây giờ có thể nói rằng mấy chú mấy bác mấy ông mấy cụ gì đó bây giờ không còn lớn tuổi nữa rồi, cũng không còn quan tâm nữa, bây giờ không có thể làm gì được hết. Cứ thấy cộng sản như vậy thì nhiều khi cũng bực tức và nhớ lại những cái chuyện hồi xưa thì cứ coi như là bị rai rứt về những cái sự thù hằn đó, nhưng mà bây giờ không có biết làm sao, và cái lớp trẻ thì bây giờ nó loạn quá, nó lung tung xà ngầu hết, và thậm chí là con của các cụ mà sanh đẻ hoa một gầy đó không phải những đứa nào nó cũng cũng có thể là chống cộng. Có những cái nó hơi bố ơi bây giờ mà chống gì nữa, nó qua rồi thôi tụi con không làm, tụi con lo làm ăn lo trả nợ lo sống ở đây là lo cho con cháu con ở đây còn chưa xong nữa, làm gì mà phải chống làm chi. Cho nên vì rất là nhiều cái lý do mà nó bị phân tán ra, và những kẻ ở trong Việt Nam được đào tạo trong chính quyền Việt Nam, thậm chí đã từng là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, bây giờ đi sang Hoa Kỳ bắt đầu lấn và muốn nắm các cái hoạt náo đi vào luôn. Chúng ta đã thấy rồi những cái hình ảnh của những cái cá nhân gọi là tù nhân lương tâm đi đứng kế bên, đi vào trong quốc hội ngồi kế ông này ông kia, thậm chí là vào ngồi kế tổng thống đâu đúng cái chuyện, mặc dù là chỉ ngồi đó để mà làm cái vật trang trí thôi, nhưng mà người ta cũng lobby được để mà đưa vào trong đó. Thì cũng phải nói rằng trong cái hậu vệ cờ vàng đâu có ai để mà đi vào trong đó đâu, hay là những cái người mà chửi cộng chống cộng từ hồi 40 năm qua hay là 40 mấy năm qua ở tại Hoa Kỳ, thì có thể nói rằng cái sự gọi là nó thối trào đó của cái phong trào chống cộng là bởi cái đám dân chủ cuội, bởi vì các cái đảng phái gọi là chống cộng cuội, và bởi vì những cái hoạt náo mà nó nói rằng là chống cộng theo cái kiểu là đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là cái bất bạo động, cái đấu tranh mà gọi là bất tuân dân sự và đủ thứ chuyện đó, hàng loạt những cái thuật ngữ mà mới mới bây giờ để mà nó múa né tránh cái chính quyền của Hoa Kỳ, và cũng có thể rất là có thể là vì để mà dùng những cái thuật ngữ như vậy để mà nó có cái cơ hội để mà hợp tác với cái chính quyền của Việt Nam. Thì ở tại Hoa Kỳ đó thì người ta cũng tạo ra khá nhiều các cái xu hướng, những cái người Việt Nam ở tại Mỹ thì có những cái nhóm thì nói rằng cái đám chống cộng này là đám cộng cuội và có lẽ là cũng hợp tác với chính quyền của Việt Nam hay là làm lợi, và rất có thể làm một cái chống cộng như vậy là không thể chấp nhận. Nhưng mà nó cũng có những cái lực lượng khác thì cổ suý và cho rằng đó là cái cách duy nhất và đó là cái cách hiệu quả nhất và cái cách mà làm cho chính quyền của Việt Nam sợ nhất. Chúng ta đã thấy trong mấy ngày vừa qua đó, khi mà rất là nhiều những cái kẻ mà gọi là chống cộng hay là những cái kẻ mà gọi là hoạt náo trong cái đấu tranh dân chủ nhân quyền thì nói rằng là cái internet bây giờ rất là mạnh và các cái trang mạng xã hội và sử dụng cái truyền thông mạng đó để mà đánh cộng sản, và nó có thể là mang lợi tới 80 thôi, thậm chí là 90% hiệu quả, và những cái cuộc cách mạng màu, những cái cuộc cách mạng mà gọi là mùa gì đó thì hoàn toàn là sử dụng bằng cái hệ thống mạng trong khoảng chừng hơn một cực thời kỷ hơn khoảng chừng hơn một thập kỷ vừa qua.
Thì họ cứ reel round như vậy, và bây giờ này chính vì cái lý do đó mà họ muốn kết hợp và họ muốn sử dụng tất cả để mà tạo nên một cái hiệu ứng, và những hiệu ứng đó thì hoàn toàn do những cái con người mới, những cái con người của chủ nghĩa xã hội, những cái con người đến từ ở trong Việt Nam, những cái con người có thể nó không có dính dáng gì tới cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa cả, ngay cả là ba mẹ của những cái người này đó. Chúng ta thấy là những cái nhóm mà gọi tù nhân lương tâm sang Mỹ đó, có mấy người nằm trong cái lực lượng gọi là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, từ cù Huy Hà Vũ cho đến Điếu Cày cho đến rất là nhiều, đến bây giờ cũng vậy. Chúng ta thấy là có ai đâu, mặc dù là họ hô hào chống cộng, thậm chí là bây giờ qua bên Mỹ thì đổi giọng nói rằng tôi yêu cờ vàng, tôi đấu tranh cờ vàng, dùng những cái thuật ngữ nặng nề để mà nói về cái chính quyền Việt Nam, nào là cộng sản Việt Nam, nào là ác ôn gì đó, đủ thứ chuyện hết. Nó họ mới đổi giọng để họ nói, làm cho cái cộng đồng ở chống cộng hải ngoại nó tin, để mà nó có thể móc tiền ra để mà có thể vững để mà sống được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là nó đứng vững thật, nó kết bè thật, và nó đã tạo nên một cái mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là nó tạo nên một cái sự liên thông với nhau. Và trong đó đó họ quảng cáo và họ đưa ra những cái thông tin mà nó rất là thất thiệt, và những cái thông tin đó hoàn toàn là bị đánh giá rằng nó chỉ lợi cho cái gì, cho những cái đảng phái, cho những cái phe nhóm, và nó không phải nhằm cái mục đích lợi ích chung của cộng đồng, chứ đừng nói chỉ là dân tộc hay là Việt Nam gì cả. Họ hoàn toàn họ đi ngược, họ chỉ biết vung vén cho cái phe nhóm của họ thôi. Đó là cái vấn đề mà hôm nay thì chúng ta muốn muốn nói đến đây thôi, và sẽ trở lại cái chương trình này nữa để mình nói sâu hơn trong những cái thời gian tới. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.